Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tân Bình, Tây Sơn, Yên Bình và các xã Quang Sơn, Yên Sơn, Đông Sơn thuộc thành phố Tam Điệp. Số người ứng cử là 5, số đại biểu được bầu là 3. Danh sách những người trúng cử xếp theo vần ABC gồm: 1. Ông Bùi Thành Đông, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Tam Điệp. Tỷ lệ phiếu bầu 92,73%. 2. Bà Nguyễn Thị Vân Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỷ lệ phiếu bầu 90,92%. 3. Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tỷ lệ phiếu bầu 93,96%.